Thưa quý vị, cô bác, anh chị, ngày mai tiếp tục em đi phóng sanh cá thòi lòi. Còn dư thời gian em sẽ phóng sanh mấy con tôm chìm, mấy con cá nhỏ. Dạ, em đi liên tục mấy bữa mà trời chưa nắng, anh chị thấy cái tay em nó đen thùi lùi luôn mà. Cái bàn tay nó đen thùi lùi rồi. Cái bàn tay bây giờ giống như là chè đậu đỏ vậy đó. Đồ ăn của em á. Em ăn chay là chính, ăn mặn là phụ, ăn mặn là tùy duyên. Ăn cái này cũng phải cầu nguyện, mà ăn mặn vô á, cầu nguyện nhiều hơn cho những cái con vật mình ăn. Họ cũng ngon ghê, măng ngon, chèo đỏ cũng ngon. Ngày mai lại tiếp tục à. Hôm nay em cho chó ăn dữ quá. Nhà em la quá trời. Mai em hết đụng với mấy con chó rồi. Cho nó ăn mà cái bụng nó muốn nổ ra luôn. Nó mập ú chù nụ. Mai ăn tiếp. Đó, anh chị thấy không? Chịu thiệt xíu. Ăn uống ít chia xíu, chừa để xíu. Bớt hưởng phước một chút để còn tích phước cho đời sau. Đời này mà ai cứ ăn xài ăn chơi quá thì mất hết phước, đời sau không còn cái gì. Mình ăn thịt động vật gì chứ mình cũng phải trả giá đó, cho những cái con vật mình ăn chứ bộ. Mình đang hưởng phước mà. Thấy mấy người già lớn tuổi á, tới lúc già cả rồi ăn thịt vô đâu có được. Ăn thịt mà nghe vị đắng, ăn vô buồn nôn, ăn vô không nổi nữa, do cơ thể nó không muốn nữa. Nên ăn uống thì cũng có phước mới ăn được. Sống sao mà cho thấy hạnh phúc thoải mái á, thì đắc đạo. Thoải mái hạnh phúc mà không làm hại ai, không tiêu cực là mình sẽ đắc đạo. Hôm nay à, con muốn ăn cái gì? Con muốn ăn cái gì? Trời ơi, thầy hiệu trưởng ho bệnh rồi. Lạnh hả? Ngày mai ở nhà nha, ngày mai không đi bơi nha. Con cũng bệnh hả? Sao dễ bệnh quá vậy? Có bệnh không? Con buồn hả? Lỗ mũi con khô quá à, chứng tỏ là con bị bệnh rồi. Lỗ mũi khô là bị bệnh. Bệnh này thì cho uống thuốc cảm nha. Tội nghiệp con bé. Anh chị biết là nó đi phóng sanh chung với em riết luôn á. Suốt một tháng qua em thì không bệnh được, nhưng mà nó thì bệnh. Viêm mũi dị ứng, viêm mũi vận động. Đây, được cô Ren này. 1/4 viên thuốc này. Rồi, hồi cho hắn này uống. Giờ cho nó uống sữa rồi, em thấy nó yếu quá. Ngày mai không có xuống nước bơi nữa ha. Có triệu chứng bị bệnh. Có triệu chứng bị bệnh hả? Trời, bị bệnh mà cái bụng to thế. Bệnh gì mà bụng to thế? Bụng gì mà to thế thế? Bụng mà bữa nay là cho ở dưa 6 giờ không có cho tắm luôn á. Trời ơi, bụng rồi. Đi theo em suốt luôn á thưa anh chị. Em ở đâu là nó ở đó, ở trong nhà cũng vậy nữa.
trừ khi vô nhà vệ sinh thôi. Vô nhà vệ sinh mà lâu là nó cào cửa luôn á, để vô nó nhìn coi làm gì. Ghê không? Thôi cho tôi con viên thuốc nha, Decoren nha. Cho uống miếng sữa mật ong nữa chứ. Chảnh chó lắm. Ăn thì không ăn đâu. Thấy em ăn gì đã bắt chước theo đó à.